Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Hello, hello đây Yuki. Anh vừa mới xây xong cái máy farm Wither, trời 5 tiếng của anh ấy. Damn. Nhưng mà sao anh chịu ơi? Anh lên anh chỉnh cái máy farm xong rồi cái anh đi qua cổng địa ngục, cái anh lọt xuống ngay cái cổng mà nó xuất hiện Wither á. Cái một đống Wither nó bu ở đấy. Xong rồi cái anh bay lên không được, nó chém anh chết luôn mà, chém đầu. Trời ơi. Em bảo làm cái farm totem trước hay không làm. Có cái đó là giờ anh bất tử rồi. Trời anh mất 3-4 cái totem rồi á. Toàn đâm đầu trước là ba. Rồi, cái này không chỉ là lỗi kỹ thuật rồi, nó vấn đề kỹ năng nữa rồi. Anyway. Ê, giờ mấy bạn toàn bảo anh là thánh đâm đầu là ba. Ôi, 300 lớp nữa tới rồi. Let's go. Em có cầu thang không? Nè. Em có cầu thang không? Em có. Không anh ơi, nhưng mà em có block trời ơi. Anh dùng block. Chứng thành tựu to ghê. Anh em block không. Ấy. Có rồi, anh có, anh có. Rồi. Lên cái xíu là đủ. Ờ. Hồi nãy mấy cái này đều block em đào á, anh lượm hết mà. Anyway. May quá, anh chết ngay cái chỗ mà cái thùng ấy à. Ê Quy ơi, em mở hòm ra coi có đồ anh trong không? Anh ơi, đồ anh không vào được rồi. Hả? Một đống đồ ở ngoài luôn nè. Trời ơi. Cái này của ai ta? Không sao, ở ngoài là được rồi. Tưởng đâu nó mất chứ, nó mất thì cho anh. Đây là lần đầu xông đứt cái máy farm của anh. Em sẽ tặng anh cái này. Đây nè. Enderchest hả? Enderchest ở nhà anh có một cái rương để free cho mọi người á. Em có 24 cái rương này, em vừa đi đào một đống này. Đây, chờ anh một cái luôn. Let's go. Ôi, em có chức năng F4 rồi đúng không? Đúng rồi anh. Bật F4 xuống dưới coi thử mấy con quy lệnh. Thoát hồn à? Ừ, làm cái này em phải nhảy vũ điệu của mình á. Thế rồi, đi healing về cái quay không mượt rồi. Ok, em xuống coi thử à. Từ từ anh còn thiếu gì anh ta? À ok. Nhiều. Đây, chỗ đây sẽ là chỗ mà mấy con Wither nó xuất hiện cho mọi người, nó xuất hiện nhiều lắm. Đây, cái con golem này sẽ là cái con mà thu hút mấy con Wither vô nè. Mấy ban đầu tôi làm cái chỗ này, tự nhiên tôi làm bằng cái gạch kia anh em, mà Wither nó không xuất hiện ra. Phải ngồi suy ngẫm hết á. Là mỗi cái việc gạch thôi à. Mà tôi không biết mọi người à. Tại vì ở trong mấy cái video hướng dẫn không có ai nói với tôi là bắt buộc phải xây bằng cái gạch này hết. Rồi tôi tưởng đâu xây bằng lốc nào cũng được, cái là tôi bắt đầu tôi xây bằng cái lốc gạch này nè. Cái lốc gạch xám này nè. Ấy trời ơi, thế là tôi phải đổi 4 cái for chest rồi anh em ạ. Ê, mấy con này có kinh nghiệm nhiều không ta? Mấy con này kinh nghiệm đó nhiều đó đúng không? Nhiều anh, nhiều lắm chứ. Ui, lần đầu tiên chép nhiều cái đời như này đấy Suki ạ. Chắc anh làm cái máy lọc luôn á. Cần máy lọc của anh? Cần luôn á. Bỏ hết kiếm rồi các thứ rồi lên. Em sẽ đợi ở đây để em bú đầu. Nè. Em xong đất mà, anh lý gì em chứ? Ui, có một cái đầu ơi, let's go. Một hai cái đầu. Em cần 20 cái anh nha. Anh chỉnh nhanh một tí. Sao mày cần gì nhiều vậy? Ba cái đầu rồi. Em bị bắt nạt đấy à? Em bị bắt nạt, em chơi giống quả Sakura Kingdom mà em thả hết Wither ra. Ê cô ơi, lần đầu tiên anh thấy đi farm đầu nó dễ vậy luôn đó em. 4 cái đầu rồi nè, vãi hò. Ôi, nhưng mà anh lấy em hả? Nghe chắc là anh phải về sớm để anh làm cái máy lọc quá chứ tầm này dễ full rương quá à, phải mấy cây kiếm quá mà. Không sao đâu, để em farm cho. Ok, và tôi sẽ làm một cái cổng nho nhỏ ở đây mọi người à. Và tôi sẽ để cho nó gần nhà mình thôi. Nó sẽ nằm gần nhà mình xíu á. Nhà mình đi tầm cái tọa độ này. Bây giờ anh em ai cũng có cánh, ai cũng có pháo hoa hết rồi. Nên là mình cũng không có cần phải đắn đo hay là lo lắng về cái việc mà mọi người đi nó bị xa đâu anh em. Mọi người chỉ cần cho mọi người biết cái tọa độ thôi là mọi người có thể bay qua được rồi. Rồi tôi biết cái cổng nó sẽ dẫn về đâu đây mọi người. Hy vọng nó sẽ dẫn là một cái khu nào đó gần nhà mình thì nó sẽ ok. Khoan anh em ạ, nếu như mà chúng ta để tọa độ này thì nó không gần lắm anh em ạ. Để tọa độ này mà nhân 8 lên thì cũng phải là 800 á. Âm 800 á, xa lắm á. Muốn hiện tại tọa độ nhà của chúng ta là âm 200. Đây, anh em làm cái máy farm này mà anh em không biết coi tọa độ là anh em hơi bị cực á nha. Tôi nghĩ chắc là 20x20 là hợp lý mọi người ơi. Đấy, ở đây ha. Let's go. Nào, để coi cái cổng nó sẽ về đâu đây. Ơ, mẹ sao lại dưới hang nhờ. Ôi trời ơi, xây ngay biển. Trời ơi, từ để tôi xem nào. Cái gì vậy trời? Let's go. Để coi thử coi qua được không mọi người.
từ từ, tôi biết tôi sai chỗ nào rồi. Từ từ đây mà. Tôi biết tôi sai chỗ nào rồi. 20 nhân 20 là phải sai cái cộng này ngay đấy. Nhân 8 lên, trừ 20 nhân 20 là 116. À, 160. Đúng rồi, 160 mọi người, 160. Tức là phải sai cái cộng này ngay cái ô 160 mới được. Rồi, đi. Lần này chắc chắn là sẽ lên. Đấy, sai. Mời điểm. Rồi, ok, bây giờ về lấy sắt rồi mọi người ơi. Ok, nói chung là bây giờ là Nezuki bảo là đang cần cái máy lọc. Nên là bây giờ tôi phải đi lấy rất là nhiều, cần rất là nhiều redstone mọi người. Nhưng mà bây giờ tôi không biết đi đâu lấy redstone hết, là tôi quyết định qua nhà của NQH để tôi chơi một cái redstone. Thì bảo là NQH coi được video này thì NQH có thể tha lỗi cho người em, chính là người này. Ok, bây giờ mình sẽ bay tầm khoảng 1200 lóc. Đây, tôi có cái bản đồ nên tôi đi rất là dễ mọi người ơi. Tôi có cái bản đồ tôi đi rất là dễ. Anh em nào mà không có bản đồ mà đi lên trên đây lạc như chơi á mọi người ha. Ok, bây giờ mình bay khoảng 1500 lóc, 200 lóc rồi mọi người. Tính thêm cái tọa độ ít nữa thì chắc là khoảng 1500 á. Anh biết rồi, tại anh ở bên bển nên là nó không spawn qua. Hình như có người ở bên đấy là nó không spawn qua. Ủa, thế sao chạy được? Biết sao không? Anh ở gần bên cái cửa kia à? Không phải, hồi nãy cứ đưa nói ba thế giới. Ba thế giới? Ờ. Sao mình còn hơn cả Huawei với Caric? Damn. Tức là Nether sẽ là một thế giới riêng. Overworld là một thế giới riêng. Nether là một thế giới riêng. Đúng rồi anh, server là thế mà. Đúng rồi. Em ra là máy pha mà chuyển qua cái liên ngục như này thì nó hơi. Yeah, em được ba cái đồ, xem đi đây, bye bye. Hả? Ờ đùa thôi. Em làm cái máy lọc đi. Nhưng mà từ từ nhá, nếu mà thế thì cái máy farm sắt của Kira ở server trước ấy anh chạy vẫn tốt mà. Nè, suy nghĩ. Anh vừa qua đây cái là nó spawn ra luôn nè. Đúng rồi, tại sao vậy ta? Ảo thật đấy. Hồi nãy là anh ở làng, là em nhắn là không spawn ra đấy, là do anh ở làng á. Ủa anh ở làng, cái tổng này có gần làng đâu ta. Không, cậu hôm nay sao làng đó. 10.000 block. Đúng rồi, 10.000 block thì gần cái gì? Trời ơi. Có 10.000 block mà. Anh còn block xịn xịn đẹp đẹp không? Block xịn xịn. Anh còn cả brick không? Cái gạch á. Cái này. Anh còn không crack trước mà anh cứ thấy bước cho em lên mà. Anyway. Không, cái này là để làm redstone á. Ê, chết rồi, anh còn ngô không anh? À còn đá không? Còn đá thường không? Đá thường. Mình bắn hết ra rồi nhá. Anh bước hết ra rồi. Thôi. Em tôi vừa làm gì đấy? Thì em tôi vừa làm gì đấy? Ôi, thôi. Thấy chưa, anh nên crush trước khi là đưa em đi. Trời ơi, em làm hết gạch rồi hả? Hết rồi, xài hết gạch luôn rồi. Hết bà, bây giờ làm sao để làm được cái đá, mấy cái redstone ta? Em đi qua cổng kia thôi, bay nhanh, thật nhanh. Ơ nè, em vừa về Overworld, cái nó không qua nữa nè. Đâu, em đã về Overworld đâu. Em vẫn đang ở dưới này thôi mà. Ủa dưới Nether à? Ủa sao nó không qua này hả? Ở dưới thì nó vẫn spam, cổng thì nó vẫn vào. Nhưng mà nó không đi qua hết cổng. Ừ, vô lý. Ê, đừng anh. Anh qua anh hẹo luôn á. Anh em mình mất đồ luôn á. Không hẹo em à. Anh biết rồi. Trời ơi. Sao anh? Vậy là phải làm một cái chân ladder ở đây em ạ. Ồ, khả năng cao thế rồi. Là em không về Overworld thì mấy cái con đấy nó bị kẹt ở đây. Nó sẽ vẫn đi qua được không? Còn em về lại Overworld thì cái chân nó chỉ lót ở cái khúc của em thôi. Còn cái khúc này nó không lót. À, thế là nó server nó chỉnh vậy rồi. Trời ơi. Bây giờ mà anh qua lại Nether là tụi nó sẽ đứng một bầy ở bên đó, tụi nó đang chờ anh đó. Ê khoan, từ từ anh ơi. Khoan. Hả? Trong ladder nó có link lại với mấy cái cổng ở trên không? Đó là lý do mà không người ta không làm trong ladder không? Nó sẽ link vào cái cổng mà anh dẫn Wither sang ấy. Ồ. Đó là lý do người ta không làm trong ladder không? Hay là mình làm trong ladder bằng cái cổng dẫn Wither qua luôn ta? Như thế thì Wither nó qua cái cổng trong ladder thì nó lại không vào đúng chỗ của nó. Thôi anh à, hãy chấp nhận việc là mình chỉ có thể farm khi mọi người đứng đó thôi. Trời ơi. Anyway. Hợp lý ha, để đứng đây anh chờ coi có Wither nó qua không. Ôi để coi cái máy nó hoạt động như nào luôn á. Ê rồi em qua rồi. Ở đây tụi nó qua em ơi, tụi nó qua. Em không thấy spawn Wither nữa. Từ từ tụi nó qua nhưng mà tụi nó chưa vô cổng. Tại vì đang ít quá. Ở đây nó spawn lại Wither nè. Damn. Tụi nó xuống cổng vậy chưa? Vậy là... Tụi nó xuống cổng em chưa? Chưa anh à. Đây tụi nó đang đẩy nhau rồi, nè. Ngoan. Ơ tụi nó bị kẹt ở đây em à, tụi nó không qua. À. Nó bị kẹt rồi. Em nghe tiếng rồi nè. Một con qua rồi nè. Thế là tụi nó qua chưa? Một con. Có một con à, nhưng mà tụi nó bị kẹt ở đây em ạ. Do anh đang ở bên đấy chăng?
Vậy là điều kiện cần mà đủ để cái máy phát này nó chạy là tất cả mọi người đứng ở chỗ này. Ý là tụi nó vẫn loát, tụi nó vẫn loát em hiểu không? Nhưng mà hình như là mọi người phải đứng cùng một vị trí, cùng một thế giới sao? Tại vì tụi nó vẫn loát, nhưng mà tụi nó chạm vào cái cổng thì tụi nó không qua bên đấy. Nè, anh đang thấy tụi nó chạm vào cái cổng nè. Nè, tụi nó đang đẩy nhau vào cổng nhiều lắm nè. Ui, nhiều lắm em ơi, nhiều quy đờ vãi à. Nhưng mà không có nào qua đây đâu. Đây, tụi nó đang đẩy từ từ, tụi nó đang đẩy từ từ nè, tụi nó đang dàn ép từ từ nè. Em đi quậy, à, vào anh em, vào anh em. À, ừ, bắt đầu vào nè, à, đây, đây, bắt đầu thấy vào nè, bắt đầu thấy vào nè. À, vào. À, hình như là số lượng phải đủ á. Ôi, nhiều. Phải đông, ở bên này đông lắm đây Zuki à. Bây giờ anh kéo xong qua đây em ơi. Em biết mà. Thế em mới bảo anh qua luôn á. Trời ơi. Gỗ anh ơi. Nhiều tê. Nhiều quá. Nè, gặp. 1, 2, 3. Anh ơi, nhiều quá. Mấy con quy đờ này thì nó sẽ ra than nè. Que quỷ lửa nè, que quỷ lửa chắc mình cần pha không ta? Không cần đâu anh. Cái quỷ lửa cho spawner ngon hơn. Thế thì mũi tên nè, than nè, xương nè, kiếm. Trời ơi, quá trời kiếm luôn vậy. Không cần kiếm đâu anh à, bỏ kiếm đi luôn. Không, chắc là anh nghĩ là mình làm đúng một cái máy lọc thôi. Nếu là đầu thì nó sẽ vào, còn những cái khác thì nó sẽ tự động bắn ra hết. À, mình cần than mà, anh không cần than hả? Nếu là đầu với than, với xương. Nập ní. Ôi vậy thì là ba cái máy lọc thôi chứ. Đúng rồi, ba mà gái mà anh. Ba cái máy lọc. Nhưng mà mình sẽ làm quy mô lớn, mình sẽ làm cho mỗi cái ra tầm khoảng À, đâu cần nhiều vậy anh. Lọc 3 món hả? Lọc 3 món thì mình sẽ lấy mỗi món tầm khoảng 2 cái máy lọc đi. À, cái là nghề của em mà anh. Không sao đâu, để em làm cho. Ok. Trời ơi, vua đá đỏ. Em làm cho. Em biết gì đá đỏ đâu trời. Trời ơi, đứng vào một chút xíu, 20 cái đầu rồi đi cho Quy ơi. Nè, 20 cái đầu của em nè. À, thôi anh ơi, nhiều quá. À, sao nãy mày kêu mày cần. À, để em làm xong cái lọc, anh để dành anh để làm cái lọc này. Cái lọc cần 40 cái đầu mà. 41 cái đầu á. Xong có thằng nào qua nó lười vào nó xuống cái máy lọc nó chôm đi hết à. Thế hey, chịu rồi. Ê, nghe Zuki. Dạ. Chỗ này mình sẽ giấu. Hả? Sẽ kinh doanh đầu quy đèn. À, cũng được á. Nhưng mà cái cổng ở ngay bên làng mà anh. Cái cổng ở ngay bên làng nhưng mà đi qua đây cách đây 1000 máy lóc mà. Anh chưa có chia tọa độ cho thằng nào hết á. Ngon. Trừ khi nó bay vòng vòng nó đi nó tìm thôi, nhưng mà chắc tụi nó đi qua thì nó cũng không nghĩ là bên đây có ai đâu. Thì em sẽ bán thông tin. Thì nói chung là mình cứ cứ bán đầu quy đờ trước đi, chừng nào lộ thì thôi. Chừng nào nồi bán thông tin anh. Với lại tụi nó cũng không có biết được cái vụ mà tụi nó đứng đây farm mà phải cần hết tất cả mọi người đứng đây đâu. Ví dụ thằng nào mà đang đứng đây farm mình chạy lao vào quê là khỏi farm. À, ngon. Ừ, hợp lý, mình biết nhược điểm của cái máy này thì mình có thể làm mọi thứ em ạ. Ê, tự nhiên cái loại nhược điểm sao anh em mình thành có lợi ba? Ha? Mà nó mà biết là nó cũng không cho mình farm anh. Nó treo máy ở bên đây overworld luôn á. Nhưng mà anh ơi, anh biết là mình cần gì nữa không? Cần gì? Cần hopper anh ạ. Hopper hả? Ờ, sắt nè. Ha, anh craft cho em được không? Em hết inventory rồi. Bao nhiêu hopper? À, 12 cái anh ạ. 12 cái hopper hả? Thế thì đưa anh thêm gỗ đi. Anh sẽ đào được 4 cái à. Let's go. À. Mày đưa đá cho anh làm gì? Ủa không, tại em hết kho đồ á. Anyway. Ôi, đúng 12 cái luôn nè. Ngon. Ơi, hết sắt. Bỏ. Thì không ngon lắm. Thì được có 10 cái hopper nè, Zuki ạ. Thôi 10 cái cũng được anh. À, em con nè. Ngon. Con nè, ngon. Con đá ra hả? Anh để đá vào đường. Anh nè, sắt nè. Anh để đá vào đường ấy nha. Ok anh. Ờ, tính ra hôm bữa đang tính kêu là đi làm cái máy farm tu tầm luôn á. Nhưng mà sẽ có chữ nhưng rồi đó anh à. Nhưng mà anh chết mất đồ em à, chứ không phải tại anh. Hả? Đồ anh đang rút mà. Ê là hồi đợt anh chết anh mất hết đồ mà. Trên con xe tay ga, pèm anh Huy ơi đâu ga, pèm la. Huy ơi. Ơi anh Đình. Gì em? Ê, hôm nay em đi qua đây để em thông báo với anh một việc là shop của em vừa mới mở bán đầu quy đờ anh nè. Wow. Anh có nhu cầu thì có thể ủng hộ shop em nha. Em bán bao nhiêu? Em bán một đầu một phôi này được ai, ba đầu giảm giá còn hai phôi. Không biết ai trong nhà anh còn không? Ha? Ủa anh mua luôn hả? Anh mua một đầu để anh đội thôi đi rồi. Anh mua một đầu để anh đội ha. Thôi được rồi. Nói chung là em cũng biết tới anh NQH là cũng không có mấy tiền á. Nên là bây giờ anh cứ đưa em một phôi đi, em đưa anh ba cái đầu luôn. Ủa anh đang cần bị cần không? Anh cũng không cần bị cần lắm ấy. Đi đâu anh mua để đội thôi, cũng ủng hộ. À. Mở hàng. Mở hàng. Ừ đúng rồi, anh là người mở hàng đầu tiên. anh mua mở hàng.
Mày như anh chưa nung nữa cơ. Này. Không sao, chưa nung sao nè, em nung được. Này. Đây, ba cái đầu qua đây. Đấy. Ok chưa? Em okay, trai okay, okay không anh? Ok, ôi, cái server này bị sao anh nè. Em xài cái máy farm 5 tiếng hồ. Xong em chợt nhận ra là nó không có hoạt động giống như cái server bình thường anh nè. Nó bị làm sao hả? Đi đâu? Em không biết, nhưng mà cứ là ví dụ như em ở máy farm thì nó farm đúng không? Nhưng mà cứ có một người nào đó vào server mà ví dụ như server mà hai người trở lên đi là nó dừng hoạt động luôn, nó không farm. À, anh hiểu rồi. Giống như cái máy farm của Kira ấy, ví dụ như có người đang ở làng ở Overgo này này là bên đó nó sẽ ít quá hơn. Đúng rồi, nó vậy anh, sao kỳ vậy? Nó gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi là cái loader chân à? Ồ, loader chân à. Mà cái máy đó em xây loader chân không được, tại vì xây loader chân là nó bị lỗi cái cổng á, là nó chuyển hết quy đồ bên cái cổng đấy không được. Ồ, cái server không xài được cái chân loader rồi. Yeah, server này. Thôi anh NQH mở hàng cho em vui vậy. Ok, anh mở hàng nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Ờ, Siro có cần búa không? Anh đang đến đi kiếm bọn cướp rồi. Mày hả anh? Ờ, mày á. Trời ơi, thôi, anh là người quen á, anh vô đây. Wow. Vô đây, em quý anh lắm á, cái này là em bán cũng hơi đắt á. Wow. Nè, em quý anh lắm nè, cho anh nè. Cho anh luôn á, anh đang tìm luôn á. Đúng rồi, cho anh á. Ôi, cảm ơn nhá, anh đang tính đi tìm bọn cướp. Anh yên tâm anh à, em còn dư tận 2 cái lần. Wow. Ủa, thế rồi có máy farm à? Không, em không có máy farm, nhưng mà em đi em đánh em mở ra liên tục mà. Ờ. Em xanh lắm anh, em sợ lắm. Bữa anh cũng đi một lần nhưng mà toàn được chìa khóa đồng không à? Hả? Toàn được chìa khóa đồng không à? À ừ em đúng rồi. Đâu luôn. Anh có cái lọ thuốc chưa? Bây giờ anh đang tính đi tìm bọn cướp này, anh có cái vị trí của bọn cướp á. Nghe nè anh. Ủa, có luôn à? Có chứ. Thế này trời. Mấy cái lọ này anh mở bụt đồng ra được mà. Mấy cái lọ này anh mở hầm đồng nó ra. Hôm bữa anh mở nhiều lắm không ra. Hả? Cho anh đen cái gì? Đen đó. Ủa cái máy gỗ làm, cái máy gỗ hoạt động sao vậy anh? Anh chỉ em luôn à, đấy. Đây, qua anh chỉ cho. À, bữa em cũng qua một lần xong nó thả TNT xuống đòm, mở nổ mất tiêu cái hạt giống. Wow. Bên này thì Zero phải cầm hạt giống ở bên tay trái. Nó bắt đầu cầm bột xương tay phải. À. Mình đứng AFK. Ồ. Là phải chất đầy inventory hạt giống anh? Ờ, hạt không, mình để đầy cái gì cũng được, đầy pháo hoa, đầy cái gì cũng được. Ủa nó treo ở đây thì TNT nổ mình có bị dính đam anh? Không, đứng đây thì không dính đam. Đây mình ở đây xem mình còn một xương nãy anh chào đây cũng nhỏ. À cái này là anh xây ở trên lòng spawn skeleton hả? Anh ở bên kia cái chamber ấy, anh thấy nó có cái lòng spawn đang tính qua đấy làm một cái chỗ để farm xương. Ồ, rồi anh này sao dưới đây có con zombie vậy anh? Nó bị kẹt dưới nước này. nó chui xuống cái chỗ rất đồ kìa, nó bắt đầu nó chui lên, nó đứng ngay dưới chân mình này. Ôi trời ơi. Ngay dưới chân mình luôn á. Em giết nó được không? Được. Thấy. Em phải giết nó. Hôm trước em mất đồ tại mấy con zombie này. Giờ em thấy zombie em phải giết nó. Công tắc thả TNT, công tắc thả bột xương. Đây là Siro sẽ cho bột xương, đầy bột xương vào đây này. Dạ. Rồi tay thì cái tay phải của mình ấy, mình sẽ cầm bột xương. Cầm bột xương như thế này này. Đây để cầm bột xương như này. Dạ. Ở bên tay trái mình sẽ cầm mầm cây. Ồ, là nó sẽ đặt mầm cây với đặt bột xương liên tục đúng không anh? Ờ đúng rồi, đây sẽ như này. Đó, mình cứ đặt, cứ giữ chuột phải thôi. Cứ giữ chuột phải một cái lắp vô cái lúc đất tuyệt là nó sẽ trồng cây xong nó bón phân cho mình. Khi mà hết bột xương ấy, thì bột xương trong này nó sẽ đẩy ra cho mình nhặt lại. Ủa làm sao? Mình sẽ phải cho bột xương đẩy trong này. Làm sao để biết được là bột xương trong đây nó biết mình hết bột xương mà nó đẩy ra được anh? Nó tự nhảy ra thôi này. Này bây giờ cho bột xương tạm vô này, bật lên là nó đẩy ra này. Em hiểu rồi. Wow. Tại cái nếu mà trên người mình mà cầm 64 bột xương ấy, xong bắt đầu sẽ rớt xuống cái này. Rớt xuống cái tấm áp lực này. Lá đè xuống cái máy này sẽ dừng, cái máy thật bột xương sẽ dừng lại. Wow, coi hay thế. Trời ơi. Cái này nó hoạt động như thế đó. Wow. Đấy mình cứ đứng đây, nãy anh treo xuống dưới này, anh treo cũng được khá rất nhiều gỗ ấy. Đấy chắc đủ xài á. Đâu anh? Ôi, nhiều gỗ hết. Ôi. Anh có làm cầm thêm hạt giống cây gỗ sẫm nè. Ủa em đang cần gỗ sẫm này luôn á. Nãy anh ngồi chơi con đống nè. Mày dạ. Chắc tầm chưa được tiếng, được chừng này luôn á. Cái này mới lọc hả anh? Không, cái này không làm mới lọc. Á? Ủa? Ít xịt à? Ồ, là bao nhiêu nó vô đây hết. Ồ, ok. Wow, để bữa nào em qua đây em treo. Để ngay chỗ cái chamber ở gần chỗ cái hồ nước lớn cho mình cái này. Nó có một cái... lồng spawn xương á. Em thấy anh có xây cái máy farm sắt ở gần đây đúng không? Đúng rồi, bên cái làng ấy, bên ngôi làng á. Ồ, em nghe bảo đâu Kira đang chuẩn bị xây cái máy farm sắt ở đằng sau nhà của nó. Mà chắc em không dám ra farm đâu anh ơi, cái nhà nó lắc quá.
Em không dám đi lại gần nhà nó luôn á. Bên nhà sáng, ánh sáng nhiều quá. Trời ơi. Ánh sáng nhiều quá thành ra nó bị lắc. Ủa em tưởng đâu là NTT nhiều nó mới lắc chứ ánh sáng nhiều cũng lắc hả? Ờ ánh sáng nhiều nó cũng lắc á. Ai da. Ờ, xin lỗi con lấy mẫu rèn không? Mẫu trang trí không? Anh có. Có, em có mẫu trang trí của cái trai hồ luôn rồi. Ồ, ngon, ngon. Em đang tính đi ép nè. Ừ quên nhờ. Ừ, tính ra là em đang đi ép mà ta ơi, em đi nhanh. Ồ, ok, ok, xin lỗi. Ok, bye bye anh. Huy ơi. Anh đây bạn ơi. Ủa, mình kiếm anh Huy làm gì ta? Em ra tính đi đi em nhiều chuyện, anh nói một câu em hết nhiều chuyện luôn. Ôi kiếm anh Huy làm gì trời, từ từ để suy nghĩ đã. Đậu phộng, anh nói gì quên rồi. Ê thôi tự nhiên em quên ngang rồi, thôi kệ. Thôi để khi nào em nhớ em quay lại. Đậu xanh tự nhiên em quên rồi. Nói gì vậy ta, hồi nãy mình nói gì ta, rõ ràng quan trọng lắm. Đậu phộng, gì vậy trời. Cứ đôi. Em nghe thôi. Em đang cần anh phẫu gì không? Hả? Ví dụ anh lắp kính hết chỗ nào cho em thì anh lấy nhiều. Hả? Thôi chắc là không cần đâu ha. Trời ơi anh em mà tiền bạc cái gì. Lắp full chỗ này không? Lắp full chỗ này là cái gì? Đúng rồi anh. Em lắp nữa rồi nè. Còn nửa trên đây thôi nè. Chắc tầm thôi đó. Anh 10 viên kim cương thôi. 10 viên kim cương hả? À. Lẻ vậy. Trời ơi. Anh có Neyuki ở trong xe vợ. Anh sẽ đi làm hương nhân. Chứ còn không có Neyuki anh sẽ đi làm cu ly. Thiệt anh. Ờ giờ, bây giờ anh lấy 10 kim cương. Em trả anh 20 kim cương được không? Ây da. Cái tốt em ơi. Ui, quỷ quá, quỷ quá. Để từ từ để em đưa kính cho anh nha. Em đào cát thêm mấy đủ kính nữa. Không, còn không thì cái công việc đào cát đi nung thì nó sẽ mệt hơn á. Nên là em cứ em lắp rồi anh đi đào cát hay là muốn ngược lại? Tại vì nó cũng gần đủ rồi đó, nó không cần nhiều đâu anh. Đào cát chắc là em nghĩ là chắc gầm 3-4 stack là đủ. Ờ, ê, nhưng mà em có thấy giống anh không? Đứng gần nhà của kia khổ quá à. Thôi là lắc đúng không? Ừ, lắc quá à. Em tắt xe đời đi, em chơi mượt mà, mượt lắm. Cái xe đời nó tối, nó với lại nó không có được tươi màu của em, nó nhìn mà gắt nó xấu. Đâu, anh cài cái này Nightvision vô, sáng lắm. Không hứng chơi á. Cài đi. Ôi, không hứng chơi á. Cài đi mà, sáng lắm, đã lắm. Còn hơn là mình chơi trong cái xe đời đã lắc. Không có được đâu, không có được đâu. Thôi anh cài đi mà. Mà nhà, anh có... nhà nó làm anh gì có... lắc dữ ta? Ê, đi theo em, đi theo em, đi theo em. Rất đơn giản. Không, ý là biết chân làng là lắc rồi. Nhưng mà hồi trước chơi ở trong cái Amiga SMB cũng một đống chân làng vậy nè. Làm gì lắc gì đâu. Hồi trước cái thị trấn Hòa Bình cũng có cái máy đẻ chân làng vậy nè. Nó đẻ quá trời chân làng luôn mà làm gì lắc gì đâu. Không, nó đẻ khác anh ạ. À. Còn cái này nó khác nữa anh ạ. À, nó làm cái đây, gì lên nữa đây. Nó làm cái gì nữa. Nè, anh thấy mấy bông chỉ không? Đấy. Đó, anh đứt vô cái đường này. Nó rất nhiều. Bây giờ lắc dữ rồi. Lắc lắm. Ôi, máy anh giật giật luôn rồi nè. Đậu phộng. Vô đây là FPS thuộc ghê lắm. Nhưng mà trời ơi lắm. FPS của anh còn có 6 à. Trời ơi. Nó xoay cái này chi nữa. Đây bên đây còn dư dân làng. Trời ơi dân làng này. Nó còn đẻ thêm đấy. Ra bên này này. Sao đông vậy? Chứ không phải là mỗi vàng bên đây đâu. Nó còn đẻ thêm đấy. À nó đẻ thêm ở bên dưới xong rồi chuyển lên đây đúng không? Đúng rồi, nó còn đẻ thêm mà. Ủa thằng này nó làm gì cần nhiều dân làng dưới trời. Em còn chả biết nó làm gì nữa. Nhưng mà đối với cái này như mà quên hay sao cơ. Cái này cái dân làng như để quên hay sao á. Rồi bắt sao đó lắc cái. Ờ kêu rồi, kêu rồi, kêu rồi, kêu rồi, kêu rồi, kêu rồi. Là đây, là đây, là đây. Anh bon. Ơi, ơi. Bây giờ cái tình trạng là kia nó đang xây nhà ở trên đất của chúng ta. Nó đang gần nhà của tất cả mọi người đúng không? Và nó khiến chúng ta bị lắc. Là chúng ta phải cần có một cái gì đó đòi nó bồi thường mới được anh ạ. Chứ nó xây như này là nó ảnh hưởng công cộng, ảnh hưởng khu phố văn hóa của tụi mình. Thật là bất bình, đã đảo Sakura Kingdom. Nếu mà thì bây giờ thì để nó on vô đi để mình đòi, còn không thì mình dẹp cái mạng này luôn. Lắc lắm rồi không chịu nổi rồi. Ừ lắc lắm rồi không có chịu nổi rồi. Trời ơi bây giờ em anh biết là em xây cái nhà lên xong rồi mà an toàn đi bụi không, em không dám về nhà luôn anh nè. Ừ lắc quá mà đứng ơi cái nhà lắc quá về nhà. Nhưng mà kia ra tự nhiên nhốt những người dân vô tội vô một cái nơi chật hẹp ngột ngạt như thế này làm cái gì? Nè anh Huy ơi, bên đây nè anh Huy, density 44 cục. Bác có đang muốn có nhu cầu sử dụng beacon không? Quá. Thật không khói anh. Đậu xanh. Lại là cái mẫu rèn này nữa. Ủa nhưng mà beacon hả? Beacon á. Em có thôi. Em định xây dựng một cái tòa tháp khổng lồ. À, em có đang dư đi đồ ra không? Em hiện có. Hiện tại anh đang có sở hữu 7 cái đầu bây giờ.
không, bây giờ là còn 4 cái đầu quy đời biết chỗ rồi đó. Em đi trả nợ đây. Bốn cái đầu quy đời này anh bán là một phôi một đầu, nhưng mà bây giờ là ba mua ba đầu cho thật một con quy đời sẽ được giảm giá một phôi, là còn hai phôi ba đầu. Em không lấy hai phôi ba đầu. Đúng rồi. Tại vì em cũng là hơi nhiều. Thôi em mua ba đầu đó. Ba đầu à? Một phôi. À. Một phôi bị rẻ quá em. Được rồi. À, hai phôi đi, dù gì em cũng hơi giàu anh à. Ồ, biết sao không? Tại vì cái máy farm quy đời trong server này nó hoạt động kỳ lắm. Ủa, kỳ là sao anh? Là có một người ngồi trong server thì nó mới chạy. Em biết không? Tức là anh tức là phải canh mọi người ốp hết rồi anh lên anh treo thì nó mới chạy. Còn nếu như mà lỡ mà có hai người trở lên nó không chạy. Ra vậy nè. À, được rồi, em đưa anh hai phôi đi. Nè, ba đầu. Yay. Thôi, bây giờ em sẽ thả ở ngay cái em đang để dành 100 con rồi nè. À, nữa hả? Nữa hả? Em rồi đấy, em rồi đấy. À, anh phải đi báo với mọi người em mới được. Mày có tư tưởng thả bơm rồi. Nào, 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 em sát thủ mà. Đâu, đâu, góc nào không cần phải xây, đâu. Đây, 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 góc này nè. Cái ô này của ô này, với ô này, với ô này. Lại không cần phải xây. À, là bốn bốn góc này là không cần xây kính đúng không? Còn tất cả còn lại sẽ lắp full kính đúng không? Đúng rồi, đó. Ba góc à, có ba góc à, không có bốn góc. Ba góc, à chết. Bỏ cái bùm len ra được. Ok 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 ok. Ồ, em tính xây các sàn đây này cơ hả? Chung cư, chung cư. Trời ơi, sắp xong cái gì bây giờ? Em phải lắp cái sàn này sắp xong đâu mà sắp xong. Đâu cái sàn này vậy? Ủa nhỏ mà. Ý là em phải lắp mấy cái sàn lên từng tầng này đúng không? Đúng rồi, cái đó là dễ mà. Trời ơi, ba mấy thăm gỗ của anh là quy hắc á. Cái đó thì lắp dễ, nó còn dễ hơn là mình lắp kính nữa. Lắp kính nó lâu mình nhấn chực cái là phải đập đi á. Ok, thì để anh lắp kính cho. Giá 10 kim cương ha. Đây đây đây, em lên 20 kim cương là 10 kim cương cái gì trời. Bước. Đây 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 đây, 22 luôn nè. Rồi rồi rồi, bước mọi người đi. Làm việc liền, làm việc liền. Làm việc liền, làm việc liền. Phải làm việc liền. Cái gì cơ gô xuống đây liền. Cơ gô xuống đây. Hả? Xuống đây. Em nghe đây. Cái việc của em bây giờ là đưa kính cho anh cho mọi người gung đùi thôi, được không? Nhìn thuê người làm xong rồi mình động tay động chân là sao? Không được. Đưa ra đưa kính này anh làm cho. Thế vậy em lắp cái sàn được không? À, là em đi lắp sàn hả? Thì em chỉ thuê anh lắp kính thôi mà đúng không? Đâu có kêu lắp sàn đâu đúng không? Thì thì em lắp sàn được chưa? Em lắp sàn, bây giờ đưa kính cho anh đi, anh lắp kính nha. Trời ơi, nghe anh nói câu đã vậy. Trời ơi, em đi cần ngồi cung đùi thôi. Em cần đúng không? Giờ là cần anh lắp cái sàn luôn nha. À, lắp sàn á. Đây, để em lắp tầng 1 cho. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 lắp sàn đó thì em sẽ thuê anh lắp tiếp. Ok, này anh lên lắp kính nha. Ok nha. À, bây giờ lại muốn thuê anh làm thêm cái thang máy cho cái chung cư, hiểu không? Thang máy là lên từng tầng đúng không? Đúng rồi anh. Ây da, hơi khó rồi nha, tại vì cái thang máy nó lên từng tầng, nó làm nó hơi cồng kềnh á. Bao nhiêu em cũng trả. Không, ý là cái vấn đề không phải là tiền, mà cái vấn đề là nếu như mà cồng kềnh hết thì em phải xây một cái cục riêng để che cái redstone á, thì có sợ xấu không? Che thì cái đó mà che bên ngoài sao? Che bên ngoài thì không sao anh. Ừ, để anh nghiên cứu anh coi, còn giá cả hả? Giờ chưa bàn giá chứ đi, để anh nghiên cứu cái thang máy cái để coi như nào. Tại vì thang máy lên từng tầng á. Ok nha, trời ơi, thang máy này mà làm được chắc là chỗ em là xịn nhất rồi đó. Này, để anh nghiên cứu, nhưng mà anh nghĩ chạy không được đâu. Gần nhà Kira vậy mà sao chạy? Hả? Gần nhà Kira thang máy sao chạy? Đó, đúng bên này không có lắc đâu anh. Chỉ cần anh đứng ở nhà chỗ em mới lắc thôi. Chỗ này không có lắc, chỗ này nó không giúp cái gì luôn. Ủa, bên cái beacon nó không có lắc. Ủa, dính thì bên beacon là lắc hả? Đúng anh. Hay à? Nó không bao giờ tắt á. Rồi, đây đây, anh chụp hình lắm. Rồi, anh thấy này cầm hộp quẹt chiếc nhà của Rô. Rồi. Rồi, chụp hình. Anh chụp hình lại rồi, anh cắp màn hình rồi, anh làm lẹ lắm. Anh sẽ gửi cho cô Rô, anh không biết, anh đi mét. Riết rồi, em thấy anh Bon giống như kiểu là nhà báo vậy. Bon làm công việc nhà báo đó anh Bon à. Không, anh thích mách lẻo thôi. Không, em thấy anh thích hợp làm nhà báo anh. Đúng vậy. Báo đài. Báo đời. Ê, ê, quay ơi, nhà em ở đâu vậy? Sao mày vô nhóm rồi quay? Sống ở bụi này, trong bụi. Trời ơi, kém quá. Đây nè, đã nói nè. Nè, quay, bây giờ á, em xây một cái nhà gần đây đi. Em hiểu không? Tụi anh là đang tính là sẽ đi qua Bắc
Kira bồi thường bởi vì nó xây một cái khu nhà mày ở gần nhà tụi anh, nó gây lắc quá. Bây giờ mày giả vờ mày xây một cái nhà. Ừ, bây giờ mày giả vờ mày xây một cái nhà gần đây đi, xong rồi ngày mai mày qua mày đòi bồi thường cái giấy anh. Trời đẹp ơi. Mấy chị đẹp có mẫu nghề cấp không? Mấy chị đẹp sao lại đâu bồi thường sư phụ em nữa hả? Sao là bồi thường sư phụ em, sư phụ dạy em ăn cách ăn cắp lên nè. Dạ, trời ơi, thì bây giờ kia ra dạy em cách ăn vạ đúng không? Thì bây giờ là đến lúc em phải thực hành rồi đó. Ôi, hợp lý thế nhỉ. Mày xây cái nhà lên xong rồi ngày mai kéo nó qua ăn vạ cho nó bồi thường đúng không? Để nó xây này lên lắc gây ảnh hưởng cộng đồng. Ôi Jin ơi, ôi Jin ơi. Bên kia của Toàn. Ừ đúng rồi, em ở chung á. À. Ôi xa thế sao ăn vạ được, phải gần gần đây mới ăn vạ được. Đâu, cái tới giờ em ở ké nhà này. Hay là anh cho em ở chung đi rồi em mới khỏe. Ừ. Ê, sắp tới là ở đây nè, em kêu là em là khách thuê ở đây. Ừ được mà. Ừ được, mai quan vạ, hợp lý. Cũng không vừa không. Anh em, đi, chơi ok. Anh nhìn nha. Ok. Lộn. Đâu, đi vậy có được. Ô đủ, lên nhanh nha. Xuống đây. Vậy là thằng này nó giả nghèo mọi người ơi, nó giả nghèo đi xin đồ kìa. Có một đèn, giả nghèo xin đồ đúng không? Nãy em kiểu em bị sợ tú bịt, em ép cái mẫu ghẹn làn gió cuối cùng thì mất tiêu rồi. Không nhân ra đúng không? Đúng rồi anh ơi, nên là có cái áo với quần em chưa nhân. Đây, ở đây có một cái chai hồ nè. Ở đây có một cái chai hồ, sau rồi tí nữa mình đi lên trên kia là trên kia có thêm một cái chai hồ nữa. Đây anh đào xuống nha, đào xuống. Ghi lại. Ok. Rồi, trễ rồi, chậm. Phải, em thấy gì bấm lên mà chậm mà. À, anh cũng chậm nữa rồi. Không, nó lướt nhanh quá. Mình bấm đúng lúc á, nhưng mà nó lướt nhanh quá. Ê, kìa. Ê, ra sách nè. Sách gì đây? Bật lùi nó. Ây da ôi. Kìa. Rồi, xong luôn. Không, tại vì sách nó lướt nhanh. Má, sách nó lướt nhanh quá. Đây, xin này. Rồi, thấy sách là lít liền nha, Ây da, ra đó về rồi. Trời ơi, nãy lít đúng thời gian luôn á. Go, let's go, trời ơi. Ôi, biết cách farm rồi, bây giờ farm chìa khóa nó dễ rồi đó. Để đi mua ấy. Để nhà. Ôi rồi. Trời ơi, không có sách rồi. À, bữa mình đi là em cho anh Kira cái sách. Còn anh Kira, anh cho anh Toàn là đủ á. Lúc đó bữa đủ. Ờ, đúng rồi, đủ. Toàn là được cho. Đĩa. Trời ơi. Lịch lùng, khỏi đào vậy đó. Thuốc. Trời ơi, bắt ô mình ba nữa chứ. Mẫu rèn. Rồi hết rồi, trời ơi. Winbet ơi, là Winbet. Khó đi. Ôi sách kìa. Let's go. Nhưng mà cây của em không có ép được nữa. Ai cần không em cho nữa. Đây, đưa anh. Đưa qua đi. Qua chưa khóc. Thì có tùy là cái chai hồ của anh. Còn bàn thờ bên đây nữa. Hình như 5 chai hồ hết rồi. Cái chai hồ này 5 bàn thờ là hết rồi. Anh đi hết tất cả các loại chai hồ rồi em à. Sáng giờ anh đi cả trăm cái rồi đó. Mà anh đang đi một mình khó ra kỳ nha. Một mình rất là khó ra kỳ luôn. Bây giờ mọi người thích á thì chờ 30 phút nữa là ở đây farm chìa khóa tiếp được nữa. Em nghĩ là lên chỗ khác nhanh hơn. Ui siêu lại ra mây, cái mây thứ tư. Nếu mà không tính cái mây hai, cái mây bị mất thì là cái mây thứ sáu rồi. Ui, tuyệt vời siêu. À chưa nè, các bạn thử đi trên. Ui thế là có gì cái chìa khóa nào đâu, hết mẹ chìa khóa luôn rồi. Bên đây các bạn nhìn trên. Vâng, nếu có sách rồi. Hay lắm, game tỷ lệ gacha hay lắm. Anh bên đây. 5 lần. Trong người em tính được cái. Ôi, tính được cái em mới được anh là 6. Ủa, lấy đâu anh nhiều không? Em tính với con gì vậy? Hả? Vậy. Má, trời ơi. Ủa, vậy là cái này, vậy là, ủa, vậy là ô mình 4 nó ra là nhiều giới hết ta.
ra từng 9 nè. Nó ra 10. Nó ra 10 á. Anh Kuro 2 cái, anh 2 cái là 4. Em cầm cho người là 2 cái, rồi cầm tới 4 cái nữa. Yes, yes, mà. Ê, em có cái bắt tô tầm không? Hay là em để tô tầm mặc định vậy? Có. Ờ, hello Ken, Kuro. Vậy mà nó có 2 cái là sao? À, nghe hả? Lừa. Nghe hả? Qua nhìn trong lừa thật á chứ, giờ không tin qua nữa luôn á thiệt. Kuro, Kuro cũng kiểu, trời đúng rồi. Ô mình 4 cái, 6 cái đúng rồi. Quê thì có chứ. Trời ơi. Nửa sách đầu quy thờ anh ạ. Ôi, server à, chữ. Từ từ em ạ, từ từ em ạ. Anh biết cách làm sao trong server có người mà mình vẫn tham được. Sao vậy anh? Nhưng mà phải đi hai đứa, anh sẽ đi qua, anh đứng ngay cái cổng ở bên ngay cái chỗ over, còn em đứng ngay cái cổng này rồi. Ha. Đấy, hai thằng anh tham được. Đúng rồi. Nhưng mà giờ nhiều lắm rồi anh nhỉ, phải bán cho hết đã. Đấy, không, bây giờ mình làm beacon mình bán luôn. À không, không, sáng giờ, hồi chiều tới giờ, cái lúc mà em không trong server là anh bán được hai đơn rồi. Thằng Greg mua một cái. Best seller. Anh NQH mua một cái. Ngon. Rồi, có anh Bon là chưa vụ mua được thôi. Chắc là anh Bon đang thiếu tiền quá, còn đang chờ biết sắc vô. Đúng rồi anh, em Bon đang nghèo á. Biết sắc vô, chưa vụ biết sắc. Rồi em cần đi xây farm. À, farm gì ạ? Hoa hồng hả anh? Farm hoa hồng hả? Wow. Từ từ đáng coi còn cái máy farm nào mà mình cần không ta? Máy farm nào mình cần? Farm hoa hồng này, farm Real Summer này, Trial Summer này. À, farm tu tâm. Ê, farm tu tầm. Lê Sư Quy, Lê Sư Quy. Dạ. Farm kỳ chai hồ chambo đi bán. Đúng rồi, thì farm của em mang đi bán mà. Hợp lý nha. Em sẽ để mang đi bán mà. Hồi nãy anh ra được thêm một cuốn Winbet nữa. Xong rồi anh vừa mới nảy ra một cái ý tưởng. Đó chính là bây giờ mình sẽ bán kỳ cho tụi nó. Xong khi mà tụi nó đưa đem mấy cuốn Winbet về, mình thu mua là mấy cuốn Winbet với giá rẻ và mình bán ra với giá cao. Anh à. À. Trời ơi. Được. Như thế đó. Rồi nha, anh thu mua về đúng không? Còn nó kiểu gì cũng giữ lại trong mình một cuốn để mà nó xài. Trời ơi. Bán cho ai hả anh? Em ơi, một cuốn Winbet 1 làm sao hấp dẫn bằng một cuốn Winbet 3? Thì đó. Bây giờ mình thu mua về xong mình ép lên tầm Winbet 2, Winbet 3 thôi là tụi nó phải săn rồi. Nhưng mà cái này vốn nó hơi cao nha. Tính ra là vốn hơi cao nè. Thì đó, nên là bây giờ là mình mới phải cố gắng mình đi bán beacon với cả là bán mấy cái đồ khác nhiều nhiều vô. Mình thu vốn nè, xong rồi mình cầm vốn mình đi mua mấy cái Winbet. Anh nghĩ là mình á, mình mua là mình để bán chứ không phải mình mua để dùng. Nên là mình sẽ mua, mình ép giá rẻ cho tụi nó, mình mua vô giá rẻ. Còn đến cái lúc mà mình phải chờ tới thật sự cần á, bắt đầu mình bán ra. Tại vì sắp tới anh đang tính gì nè, anh sẽ thu mua một đống Winbet đúng không? Xong rồi anh sẽ mở một cái đại hội võ lâm tỷ thí đánh nhau bằng cái mây. Thế nào tụi nó cũng phải đi săn cái Winbet và tụi nó phải mua. Chắc phải mua. Cái này là tạo nhu cầu ấy, và tạo cung cấp lên nè. Trời ơi. Có cung có cầu chứ. À rồi, anh đi farm không? À đâu, anh đi xây farm. Đi xây farm hay là đi farm? Đi xây farm. Em chưa xây xong mà, em quên mất trứng gà nên em về nhà em lấy rồi à. Đi. Giờ mình phải qua bên gì anh ơi. Đi. Nó ở cái hướng bên này. Đây. Let's go. Bán Winbet, bán mây. Mày quá mang đủ. Không, anh nghĩ là anh mình kinh doanh như này nó không ok lắm nha Zuki à. Hả? Sao lại không ok anh? Ý là mình hiện tại là mình đang chạy theo thị trường quá. Bây giờ mình phải bắt thị trường chạy theo mình. Mình phải tạo ra môi trường để tụi nó chơi, cho tụi nó cần đồ. Và sau mình sẽ bán những món đồ tụi nó cần. Anyway. Giống mà anh. Giống mà. À, hoa hồng sẽ khiến cho ra nhiều quy đờ hơn đúng không? Đúng không? À đúng rồi anh. Đúng rồi anh. Vậy thì mình đem nó vào cái máy phạt. Nó xuất hiện một con Blay á. Mấy con quỷ lửa nó không xuất hiện nữa. Và con lợn nữa nó không xuất hiện. Ồ, vậy là ôi, thế là phải đi đào các linh hồn xong rồi đi đập toàn bộ cái gạch mà anh vừa xây để anh xây các linh hồn vô hả? Hoặc là anh để kiểu xen kẽ để mà nó có xuất hiện thì sẽ bị hoa hồng nguyên thờ mà nó giết luôn. Thì tỷ lệ ra nguyên thờ nó nhiều hơn. Ở Skyblock này em đặt toàn bộ cái sàn bằng nguyên thờ luôn á. Hoa hồng nguyên thờ á, nó ra nhiều lắm. Cái chỗ sàn này sẽ là cái chỗ để Enderman nó spawn ra, sau đó nó rớt xuống đây. Và con nguyên thờ nó sẽ bắn con Enderman. Ồ, không là mấy con gà? Không anh, đừng giết con gà nha. Con gà để nó làm xà, gọi là con nguyên thờ nó lùm xùm á. Nó không đi ra khỏi chỗ đó đó. Ủa, nguyên thờ sợ gà hả? Không anh. Ủa? 1, 2. Mà chứ làm sao mà để gà đó mà 5, gà nó không quy đồ không đi 7. Được. Ê, em đã quay lại. Em không biết anh đã bán mình cho tư bản thế nào đâu. Lúc có em trong server anh sẽ cùng em đi đa cấp lừa đảo. Ha. Lúc em out server anh đi làm cu ly. Anh khoan, mình có đi đa cấp lừa đảo đâu trời. À, đa cấp bán hàng.
Nhưng mà lúc không có em trong server thì em đi làm cu li cho người ta em ạ. Ai bảo anh lấy mấy phú ông phú bà làm gì? Đâu, hồi nãy anh đi xây nhà thuê cho Kudo á, anh chỉ cần ngồi xong rồi anh đặt mấy tấm kính thôi. Đặt chắc tầm 5 phút, 5-6 phút vậy á. Ôi, anh có 22 cục kim cương. Cái ngay mà, trời ơi. Này khác gì Scam đâu. Scam đâu, nó thuê anh mà. Nhưng mà Scam nó còn không lãi bằng nha anh. Ban đầu á, em hiểu không, anh ra giá này anh kêu là bây giờ để anh đặt kính hộ cho. Anh lấy giá 10 kim cương thôi. Xong rồi cái Kudo kiểu, trời ơi sao anh lấy giá rẻ quá vậy. Vậy thôi, tức là kính là nó farm, kính là nó grab luôn. Xong nó đưa cho anh chỉ ngồi anh đặt thôi. Cái anh mình người giàu. Anh lấy giá 10 kim cương, nó kêu sao rẻ quá vậy. Em cho anh 22 cục kim cương luôn. Rồi, phải có 2 kim cương đút túi. Ôi Ngon. Ừ, em đang phải ra con giật Ender. Nhả vía, cũng là xì bùa. Từ đây để anh ném cho. Không ra luôn. Ê, anh gacha đi anh. Vâng, xin dưới đúng không? Đúng rồi. Đen rồi. Đồ đen rồi, no. Ấy em ra nè. Ngon. Oh my god, go đen rồi, go bộ. Vào trong xe. Bà chào Hoàng Côn. Thôi vào rồi. Ở đâu, nó đi đâu rồi? Alo. Ha. Nó thực sự lọt qua được cái này á? Ủa, nó đâu? Nó sao làm lọt được? Ủa, này nhỏ xíu à. Ủa, nó đứng dưới hả? Đặt một lóc lên đi. Ây da. Vẫn không ra. Ở đây, để anh giữ anh ba phụ em này. Khổ thật chứ. Không ra. Ok. Ra này. Thấy chứ. Nhả vía. Ê, mày đang đen mày nhả vía cho anh mày. Ấy chết, nhầm. Trộm vía. Chết rồi, 3, 4 cột, 3 cột, 2 cột. Rồi, xong đen rồi. Má đen. Đen quá trời rồi. Trời ơi, vừa ra xong thì đây Suki đập phát nó chết luôn rồi. Cái thật. Đặt thêm cái xe mỏ ra. Không, bây giờ em đặt nó vô cái xe mỏ trước đi rồi hả? Thả đem tác. Không, đặt đem tác, phải đặt đem tác trước mới được. Sao vậy? Không còn xe mỏ xong rồi mình không đặt tên được nó được. Lần này phải thành công anh à. Gacha. Mẹ. Oh, let's go. Ôi, thành hèn quá. Rồi. Đấy. Chào trước cô rồi. Không đặt tên được trời. Em à. Em à. Em à. 4 con rồi. 2 con thì lọt đâu, 5 con rồi, 3 con thì lọt lỗ, 2 con thì mày tự tay bóp chết, cay thế à? Em à. Anyway. Trời ơi, vận may nó chỉ đến 2 lần thôi, không có lần 3 đâu. Trời ơi. Hết rồi à? Hết rồi, đi farm thôi. Anyway, may mà chưa đả nêm tác lên nhỉ? Đả nêm tác rồi có khi phải về nhà lấy nêm tác nữa. Đây, let's go. Má, nhân phẩm anh hay may quá em ơi. Phải thành công nha. Không có gai đúng không? Không có gai, ok. Vào trong. Let's okay. Go. Bay lên. Rồi đập mấy đất ra được rồi không? Đập đất ra được rồi. Để em coi. Đúng vị trí cho ta. Đúng cái đó cho ta, đúng rồi đó. Đúng ngay cái lỗ này. Let's go. Giờ đập đất ra đúng không? Đúng anh, đập đất rồi. À, sao lại có đá ở đây này. Oh, let's go. Ôi, mệt quá trời. Anh kịch liệt phê bình Nezuki nhá. 5 con. Trời ơi. Xui thôi anh à. Cái gì xui rủi thôi mình bỏ qua. Trời ơi. Ủa, cái chỗ là để ép Enderman nó phải đi vô đường này đúng không? Đúng rồi anh. Người ta sai bắt buộc đi vô đường này à? À, em không biết nữa. Hướng dẫn nó à, anh biết rồi. Tại vì nếu mà đi từ 4 hướng thì nó sẽ đẩy nhau, nó sẽ không lọt xuống này được. Đúng rồi, trời ơi, anh thông minh quá à. Ôi, như nó khoan từ từ. Giờ mới lúc quan trọng trọng đại anh nè. Cái con Wither này nó mà sổng ra thì cái máy farm này coi như là cung cốc. Anh em mình từ nãy đến giờ là vô công từ nghề luôn. Đổi để vậy chứ đi. Em để gà ơi. À thế à đi. Nhưng mà nếu mà nó không á thì là một vấn đề lớn đó anh.
Ờ thế thì để anh trốn. Anh trốn. Đây anh trốn. Anh trốn nếu không ta ghét anh nè. Ờ sau đó anh sẽ F4 ra để anh coi em làm. Em phải chuẩn bị tâm lý đã. Trời ơi vô quê chết luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về tương lai hay là nhìn về quá khứ đây? Ấn vô đây này. Thực sự là chuẩn chỉnh. Rồi đào cái này ra. Và con gà nó bắt buộc phải lớn lên. Đúng rồi, con gà nó lớn lên rồi. Hai giống nó sống lắm nha. Em phải cực kỳ nhanh. Trời ạ. Đặt trước hai đầu đi, xong cái đầu cuối cùng đặt vô rồi chạy. Không được chạy anh à. Chứ phải làm gì? Lúc nó nổ, lúc nó gần nổ ấy, mình phải đặt nước vô. Chuẩn bị rồi. Let's go! Chưa xong đâu anh. À? Bắn em à? Tao muốn lấy nước luôn à? Ok. Xong chưa? Vậy là xong chưa? Ôi anh ơi! Tao tắt game mấy mọi người đây! Đừng đánh con gà đi, Đánh con gà đi mà! Đánh con gà kìa! Sao mày đánh con em đưa men? À. Nhưng mà có vẻ là được rồi đó anh. Let's go là bây giờ nó không bắn mình nữa đúng không? Đúng anh ạ, à. Con gà nó chết rồi. Hả? Để anh bay em xem. Anh ơi. Không, con gà còn sống. Đây, nó ta ghét con gà rồi em ơi. Ngon rồi. Ngon. Mình phải đặt nước xung quanh cái khu vực này để em được mấy nó không spawn ra. Ở dưới này nó không spawn anh, để nó không ta ghét. Anh có một số nước này. Đào xuống nước vinh tủ. Rồi, vinh viễn rồi. Let's go. Nè Du ơi, em không mình qua này Du ơi. Ha, em đi vậy. Ủa sao nó không ấy ta? Ủa đặt hết hòn đảo này luôn hả? Đúng rồi anh ơi. Ai ta? Không, ở cái chỗ em, bên này thì ở chỗ em dừng là được rồi. Thế sao mình không đặt slab cho nó nhanh? Đặt nước nhanh hơn chứ anh. Gần mấy phàm rồi đúng không? Thực ra nó không tăng ghét mình thì mình có thể đặt hết luôn cũng được. Hả? Nó không tăng ghét mình thì mình có thể đặt hết luôn cũng được. Nè em đứng gần nó cũng không tăng ghét nè, ngon. Ủa nhưng mà tới lúc mà mình lên trên mình treo thì làm gì với con này mấy ghê nó spawn ra. Con ở trên sàn nó spawn đấy anh. Đấy là mình lên trên đó mình treo rồi thì làm gì ở dưới đây thì nó spawn ra được. Có á, nó spawn số lượng nhỏ á. Nên em mới để đặt nước này. Nắc xong đến đâu? Hết phần đồ ăn rồi. Từ em xem thử coi trong gương này có hoa chưa. Chưa có anh à. Let's go. Anyway. Thôi mình lên treo thôi, let's go. 6 bông hoa em ạ. Lên, anh lên. Đây, giờ nhiều hoa lắm rồi đó, giờ nhiều hoa lắm. Xuống coi thử coi bao nhiêu hoa. Ha, thôi một lúc đi anh, mỗi con em được. Ha. Em đi. Ui, 2 stack rồi em ạ, máy hả? Nhanh không, nhanh quá trời. Quá nhanh nhờ. Hay là giờ đem hoa này qua bên kia trồng luôn ta. Ha, trồng nó không ra đâu anh. Không, ý là qua trồng bên cái máy farm breeder á. Ha, cũng được á, đợi nhiều một tí. Nó nhiều rồi, bây giờ đủ rồi đó, 2 stack rồi đó. 2 stack là không đủ anh à. Mình phải 10 stack. Nguyên cái sàn đó là 10 stack, nguyên cái sàn bên kia là 10 stack. Đúng rồi. Nếu nhiều hơn thì mình mở rộng cái sàn ở dưới ra này, mở rộng cái sàn ra nó nhiều không hơn. Không cần đâu em ạ, bây giờ nó vô nhanh lắm rồi, rất nhanh. Nhanh nữa luôn. Không, rất nhanh, bây giờ nhanh lắm. Trời bao ơi. Bao nhiêu khổ ải chúng ta đã thành 1 phút 2 stack. Mày đòi gì nữa? Anh ơi. Hả? Thành công cốc. Thế hả? Cái hopper nó vỡ rồi. Hả? Anyway. Đặt nước gần hopper. Ủa? Sao nó vỡ được hay ta? Đây lấy hết hoài nha. Đặt nước lên hopper. Em đặt hopper đi rồi, đặt nước lên hopper là không bỏ đâu. Quan trọng là giờ làm sao để hopper anh ạ? À? Đấy, như này không bỏ đâu. Ui, từ từ, để anh xuất hồn xuống dưới anh coi thử. Anyway. Ôi, Enderman nó xuất hiện nè. Xong rồi nó sẽ rớt xuống dưới đây. Xong rồi con này nó sẽ nổ. Nổ xong có hoa, rồi sao nó hết nổ rồi. Còn, nó nổ mình không thấy. Ôi, con Enderman vừa rớt xuống chết luôn mà. Vừa rớt xuống nó nổ phát chết luôn mà. Anh biết gì không? Ừ? Mình bị mất cái bàn phù phép rồi. Coi nó có chảy vào rương không? Em mong là nó có. Anh mang sách với cả kim cương không? Ôi, nó không mở vào rương em mà. Giờ trong rương toàn là Enderman. Em mang sách với kim cương không? Anh cứ mang kim cương thôi, có sách trong chiếc anh chết mất hết rồi. Anh thử cái này đi. Nó nổ, dùng cái đấy nó nổ. Không, nó có nổ đâu. Ý là nó nổ vỡ cái slab không? Em thấy là không á.
Ủa sao hồi nãy nó lại nổ vỡ cái bàn phù phép được ta? Hào thật đấy. Sao vậy ta? Ủa có sao nó màu... Ủa sao nó rớt xuống là chết luôn vậy? À, sao anh thấy nó chết luôn vậy? Em thấy nó mất màu, nó bay màu luôn rồi. Ờ, à, anh thấy nó đỏ lên xong nó biến mất luôn. Ủa là có vô không? Từ từ để xuống chắc cho em đứng ở trên này để xuống chắc nha. Có vô không anh? Nó thôi em ơi. Ở đây vô à. Này vô này vô này. Ê, hình như bị cao quá rồi nè Suki à. Thì theo công thức là nó cần một cái bàn phù phép ở đó mà. Mình sai công thức rồi. Ý là cái bàn treo này của mình bị cao quá nên mình không có lót được mấy con Enderman bị đớt dưới rồi giết chết á. Là do server ở đây anh. Ừ, thế thì mình phải hạ xuống rồi. Cái máy farm Wither bên kia của anh cũng vậy, anh phải hạ xuống tầm khoảng một lóc cái chỗ farm á. Rồi, nó lót chưa ta. Em ơi. Nó dạ. Lại nổ cái sao vậy? Nó nổ vậy? Sao vậy? Ha. À, nước như này rồi mà còn nổ được cứ chịu á. Ôi, đây nó không chết rồi nè. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Mà. Đây rồi. Trời ơi. Đây sao xem nó không chết hả? Thì nó trừ đi một lóc độ rơi ấy anh. Em theo cái đấy là mình phải để một cái bàn phù phép ở dưới. Nhưng mà bàn phù phép nó bị nổ vỡ rồi. Để tại sao luôn. Đây rồi. Anh thấy hoa rồi. Giờ phải treo xem là cái sâu sen này có bị vỡ tiếp không nè. Mà em sợ đổ nước ở trên cái sâu sen thì nó đẩy con quy thờ ra. Em mình treo một lúc đi hai nha. Em đã hiểu sao, được nguồn gốc của mọi con dễ. Con Enderman. Con đánh con quy thờ. Con quy thờ nó quay ra bắn bùng phát thế là nổ. Trời ơi. Thế bây giờ làm sao? Giờ phải chặn lại để con Enderman nó không đánh con quy thờ nữa. Đặt cái rương nó có giảm một lốc đồ rơi không? Có không gì. Cái rương với cái sâu sen thì như nhau mà. Tại sao con Enderman lại đánh con quy thờ ra? Ai làm gì nó? Nó nổ, Wither nó nổ. Tức là nó nổ không chết được. À, con Enderman rơi xuống xong con Wither cùng lúc mà Enderman gần chạm đất nó nổ một cái. Thế là con Enderman nó bị mất cái sát thương rơi. Thế là quay qua nó quýnh con Wither. Hiểu không? Hiểu anh à. Wither này bắn gà liên tục mà xong rồi trong lúc đó con Enderman rơi xuống vùi hóa sát thương rơi. Để coi nào, em sẽ thử xài cái xe mỏ và obsidian. Obsidian và cái xe mỏ. Mong là nó có thể chui qua được obsidian. Không, cái xe mỏ là nó hút được xuyên lắp được mà. Thì đó, em mong là điều đó có xảy ra đó. Ồ, có vẻ như hết đánh Enderman này nè. Ồ, mày coi đồ nó có rơi vô dương nữa không nữa. Ước gì Mozan cập nhật được obsidian có thể chế thành phiến cầu thang và slab. Đúng rồi, em cũng ước điều đấy anh ạ. À, anh ước điều đấy á. À, lúc này nó thấp quá, nó đủ thấp để con Enderman nó đánh được, nó nhìn được. Giờ thì nó hết nhìn được rồi. Tại vì cái sâu sen là nó còn chưa đủ một block. Và cái bà chè phù phép nó cũng không đủ một block luôn. Phải đủ một block thì nó mới không nhìn được. Quái sao cái hướng dẫn nó chỉ như vậy ta? Hảo thật đó. Ê, hay là nó cố tình nó làm lỗi một cái miếng nào đó để cho mình ấy ta? Anyway, bà dislike không? Có đồ không anh? Có đồ không anh? Có đồ không? Có, vô. Ngon, anh ơi, tôi có bên cạnh anh kìa. Hả? Không phải, quay. Ôi ôi, mới lên xuống siêu lại tiếp tục hơn 2 stack rồi. Ngon, 10 stack trong vòng tay anh ơi. Let's go. Thật ra là 2 stack này là chưa tính vài stack nữa nằm ở trong cái xe mỏ với lại cái hopper em ạ. Đây anh nè, em cũng có 2 stack nè. Nhiều quá trời. 10 stack trong lòng bàn tay em ơi. Nói chung là nó lùm xùm đôi chút thôi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh là anh chưa được 7 stack. Em chắc thêm 3 stack nữa mình ok. Mình đặt full cái chỗ đó là ok á. Ok anh à. Quá anh em mình. Hay anh quá. Em lừa đảo khắp cả server. Không nhầm. Hay quá. Anh em bán đồ khắp cả server. Đúng. Mày thâu tóm cái thương trường này luôn. Rồi xong rồi sau này mình bán hoa hồng nữa. Ui. Ui. Mốt á, kiếm được thấp đen anh à. Hả? Hey, mình phải có cái gì đó để người ta xây dựng nhiều cái khối bê tông đen ấy. Người ta cần nhiều thuốc động đen. À không, người ta đúp ra được mà. Bê tông đen là gì? Cái bê tông đen á anh. À bê tông đen á hả? Ủa, bê tông đen đúp được à? Đúp được anh à? Cái gì nó rơi được là đúp được hết á. Mình phải kiếm cái gì để người ta xài nhiều cái thuốc nhuộm đen ta. Người ta mua hoa hồng bây giờ ta. Hoa hồng mà chỉ có gây đam mà làm mấy farm thôi à. Có hoa hồng thuốc nhuộm đen được mà. Anh nghĩ là hoa hồng là mặt hàng bán không dài hạn đâu. Không có trường kỳ được đó. Thôi, mình xài để mình làm farm cho mình cũng được. Đúng rồi. À, chắc là chuẩn bị làm farm tô tầm đi Suki ạ. Cái đó là trường kỳ đó anh ạ. Cái đó trường kỳ lắm á. Cái đấy là trường kỳ á. Let's go. Ê, sẵn ngay cái chỗ mà của anh á, cái chỗ mà farm farm Wither á, đi vô cái cổng đó một cái là cách 10.000 lóc rồi. Ngon. Còn nếu mà muốn chắc ăn hơn nữa, từ cái chỗ đó mình bay ra thêm 10.000 lóc nữa, xong mình đặt cái cổng thêm một cái cổng ở đấy nữa. À thôi, anh ạ. Thôi, chắc ăn được anh ạ. Không, anh sẽ đi ra thêm 1.000 lóc nữa cho chắc. Thôi, trời ơi. Cho chắc em ạ. Anyway. Anh sợ lắm chứ mày hỏi cho server này nó xiên đi lắm. Nó bay rồi giọng nhất lần ghi dây á. Em lại xuống thất thuật một lần nữa thì nó có ổn không? Nó ổn anh à? Nó quá là ư là ổn luôn. Trời ơi. Quá ư là ổn luôn á. Xem được bao nhiêu rồi.
Ôi trời ơi, thêm 3 stack nữa rồi em ạ. Thêm 3 stack nữa. Ê, 3 stack nữa là đủ rồi nè. Em hiện tại đang có 2 stack đúng không? Đúng rồi. Anh hiện tại đang có 1 2 3 4 4 stack. Ờ anh 3 stack rồi, anh đủ 7 stack. Ủa sao giờ? Em ơi, ủa sao ta ghét anh ơi? Đang ra ngoài đi anh, ra ngoài đi anh, ra ngoài đi anh. Để anh đánh con gà đi. Con gà chết chưa? Chưa anh à. Con gà sống dai lắm. Hay là rồi ta? Tôi đâu có ta ghét con gà đâu. Ê, hình như gà chết rồi mày ơi. Con gà chết thôi. Trời ơi, không sao anh chết ơi. Được? Ê, anh nghĩ là 1.21 nó thay đổi cái gì rồi á. Đúng đúng là thế rồi anh à. Không sao, như đây hoa đủ rồi em ạ. Anh nghĩ như đây hoa đủ rồi. Anh vào mình vào mình xẻo luôn con quy thờ kia đi. Lấy beacon về bán luôn. Lấy beacon mình xài luôn đi anh. Má, thời gian. Cái gì chết chứ. Trời. Để em kiểu cái thiết kế khác xong rồi em nó xây lại. Nhanh mà. Để lại mất con quy thờ thôi à. Anh hẻo nha, anh hẻo nha. Ok anh. Anh ơi, từ từ. Mình có trò để chơi anh. Anh có tên là Maze chứ. Nhưng mà nó trong đây sao chơi được. Thì có một cái chỗ nhỏ nhỏ để mình đập đó. Mình phải êm trúng luôn á. F3B. Đúng rồi, có chỗ nhỏ mà. Đi. Lên trên. À, mình lên ngay chỗ của mấy con Enderman đúng không? Đúng rồi. Ôi, ở dưới còn có nước nữa chứ, hợp lý. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cho anh xin cái đường Ender chết đấy. Nó là ở đây hay là chỗ này ta? Ủa sao anh... Không, thẳng chỗ này nè, thẳng chỗ này xuống là trúng nè. Ha, à, nhảy xuống đó anh chết đâu. Hả? Nhảy xuống đó là anh chết đâu. Sao vậy? Không, không chết đâu, anh nghĩ không chết đâu. Thử nha. Thử anh thử. Có gì thôi anh nha. Cho xin cái đường, cho xin cái đường. À ừ, đúng. Cho xin cái đường với. Đây anh. Đây, để lấy cái mây đây. À, lấy hàng của anh đây. Đây mày, cái mây full phù phép. Ồ, xin, bú. À, cái mai mày đâu? Ha. Mai của mày đây. Nó không có phù phép. Đây. Let's go. Hoàng giáp của anh ơi. À ừ ha. Hẹo ạ. Ô. Ai à, khó lắm em ạ, khó lắm. Nhưng mà mình phải thử. Ủa, anh có rớt xuống anh có bị đam không? Không, mình không bị đam. Có nước dưới đây mà. Let's go. Thời gian tìm con bò. Đây, để anh vì hòa bình lần nữa này. Ôi, cao lên tí nữa là nó chết luôn em à. Trời ơi. Tỉnh dậy. Cao lên tí nữa không? Ôi, cao lên tí nữa nó chết luôn á. Nhưng mà tôi anh đập nó chết luôn đi. Thôi, anh vui tết đi em ạ. Anh đập này đi nha. Đập bò giết bò nha. Đừng anh. Không, tại vì phải cao lên tí nữa thì nó mới chết. Đừng mà, 2 block thôi. Thế cho anh thêm block đi, cho anh thêm block đi. Trời ơi, khó lắm à. Không, mấy gì mà nãy tao gọi được hay vậy. Anyway. Nó hồi gần đầy máu. Ôi, sao ơi. Let's go. Anh quên gì không anh? Hả? Sao nó theo đường nước nó chảy xuống rồi? Oh, no! Anh quên lấy sao à? Sao theo đường nước có chảy xuống thì voi rồi. Không, tại vì anh giết nó xong rồi, nó phải chờ một tí anh mới thấy nó chết em à. Thôi mình lấy hoa mình hút về thôi. Ôi rồi, hai nhiều thế. Bú. Để em bảo mà nhiều mà. Bú đậm. Ở đây thấy rồi. Không. Em nghĩ là cái máy farm này để tầm 1-2 hôm là các bạn view ơi, các bạn để chỉ à. Hợp lý á. Để mấy bạn hợp lý, hợp lý. Các bạn đã biết sửa mình chỉ đây xuống quy với các bạn. Anyway. Anh vô rồi nha, anh về nha. Anh đang xây cái farm quy thờ bằng cái gạch nether đúng không? Đúng rồi. Anh mà xài nether crack ấy, nó không spawn ra trên đó đâu. Ủa sao vậy? Hả? À, em không biết nữa, em thử rồi. Nên anh phải để so le ra, thì nó chỉ spawn ở những cái chỗ có gạch quy thờ ấy á. À, ồ cái gạch forchest anh làm full rồi mà, anh làm full cái sẽ là gạch forchest rồi mà. Đúng rồi, nhưng mà giờ anh trồng hoa lên thì anh phải thay thế bằng nether crack mà. Ủa? Anh tưởng đâu là trồng hoa là bình thường được mà. Không được. Ôi trời ơi. Trồng lên gạch đó được. Ê. Thì anh phải để so le ra thì nó mới spawn. So le ra hả? Cũng được á. Đúng rồi anh. Ôi ôi, anh xây nguyên một cái cây đẹp vậy hả? Ơi nào quét sẽ đẹp vậy hả? Anyway, bất ngờ quá. Ủa, anh là gì? WH Builder à? Em không biết, em bất ngờ mà. Ê, xây đẹp anyway. Nha. Ê, trời ơi. Để nhìn mốt copy coi. Ôi, cái gì tốt thì mình phải học hỏi. Cái gì tốt mình lấy luôn. Ồ, anh xây những cái cành là sẽ to lên xong rồi nhỏ dần.
xong rồi những cái cành này là sẽ theo những cái khối vuông. Rồi ok. Ôi anh tạo hình đỉnh vãi. Qua anh làm em tò mò, em muốn qua rồi đó. Có thử ý nè, ngay làng mình nè. Ui sao cái cây đỉnh vãi nhưng mà chưa có lá, hình như anh đang đi cắt lá hay sao á. Anh mới xây cái thân cây mà nhìn đỉnh vãi nhờ. Ôi anh cảm thấy chắc nó to lắm đúng không anh? To lắm, to vật vả luôn. Đúng rồi. Ôi anh cảm thấy anh NQH chúng ta không thu thuế ảnh khi ảnh chân dụng cái hồ này là một quyết định sáng suốt. Giờ mình thu là hợp lý nè. Ừ đúng. Ôi nhưng mà cái cây to lắm, đẹp lắm. Em qua đây em xem thử đi, để tính coi là cái cây này nên thu thuế bao nhiêu. Anh gọi em qua làng để thu thuế một cái cây hả? Ừ tại vì nó chiếm đất mình mà xây to lắm. Bự. Anyway. Oh. Damn. Đẹp. Uầy, đẹp vãi, kinh dị. Trời ơi. Không, anh giá là chưa đẹp. Chưa đẹp hả? Chưa đẹp, tại vì chúng ta chưa thu thuế. Đúng. Tất cả đồ vì judo. Hả? Tất cả vì shop judo. Cái hồ này, anh đấy xây một hòn đảo ở đây và xây cây lên. Tức là anh đấy đã trưng dụng cả cái hồ này. Đúng vậy. Giờ thu thuế bao nhiêu anh nhỉ? Em nghĩ là một tuần sẽ tầm 10 netherit. À, khoan, hả? Từ. Có cái này anh mới đưa cho em. Nè. Ô. Gì vậy? Vốn phôi luôn mà. Tiền bán hàng hồi chiều á. Ngon. Em hút. Của Ken với lại của anh NQH á. Ôi, anh NQH nha. Anh chạy qua, anh kêu, anh NQH ơi. Em có bán đồng quy đờ, anh có mua không? Tao bên NQH kêu. Có. Bao thôi, nhiêu? Thế em mua luôn. Mua luôn mà, mua luôn, không suy nghĩ luôn. Kêu, anh hỏi là, sao anh mua nhanh á. Anh bảo là, anh mua ủng hộ cho em. Ôi. Ôi. Đây mới là khách VIP này, ai như thằng Kuro trời. Đúng rồi, bạn Kuro trả giá thề. Ôi, hay là mình làm thẻ VIP 2 cho anh NQH nhưng mà không được. Anh NQH chưa mua nhiều. Chúng ta phải sống theo quy tắc. Đúng. Rồi em sẽ gọi nhà anh để lấy vàng. Vậy mà mày kêu anh NQH nghèo. Trời ơi, anh không lên nhắc này đâu đít thôi. Anh nghèo là do mua hàng bên mình đó anh. Nè, hồi chiều anh đưa anh ra anh còn phải trả đâu. Hồi chiều anh đưa dư luôn mà. Anh đưa dư 2 mảnh này đâu đít cho mình nè. Damn. Ôi, anh ơi. Gì vậy? Một tách cà rốt vàng. Nghèo cái nỗi gì. Chờ bên kia ra em. À. Cái gì vậy? Ôi ơi, anh đào chi nhiều đất địa ngục vậy? Ồ, đá đỏ này. Không, ê. Với cái đống rương này, từ với cái đống rương này. Anh ấy là như anh NQH đang chuẩn bị làm một cái gì đó nó rất là kinh khủng ở trong cái server này á. Em lấy bớt đi cho nó đỡ kinh khủng. Người bình thường không ai farm mà để một đống đồ cho mày còn sao tấp như này hết trơn á, so tấp như này hết trơn á. Ở kia đánh quắc nhầm thì sao anh? Izuki ơi, cho anh test sức mạnh cái mây được không? Ha, em chết á. Em cầm tô tầm lên cho em test từ sức mạnh cái mây thôi. Em hết tô tầm rồi. Đây anh cho em tô tầm nè, trước cửa nhà nè. Tầm đấy của em mà. Của anh. Của em. Của anh có mà nè. Em vừa đưa anh một cái tô tầm á. Đó anh ngoan chút nhà, em lấy em cầm đi. Đi xé chút xíu nha bà. Anh muốn test ghê hơn nữa không? Em ăn táo vàng hèn chan luôn. Hả? Ừ, ăn táo vàng hèn chan thử ơi. Let's go. Được chưa? Đây nè, táo vàng hèn chan này. Ok, đây có táo vàng hèn chan. Trời ơi, một hàng tin luôn nè. Ê, khoan từ. Cái này có hố bất thẩm mỹ vậy. Thì Ripper nó nổ, xong chưa? Rồi anh ơi. Ok. Không bất ngờ lắm. Xin lỗi. Đây, lại này, trúng này. Ôi. Nhiều máu. Còn đúng một tim rưỡi. Mà táo vàng enchant á. Ôi. Nó hết cả đúng máu vàng luôn mà. Tức là bây giờ mà nhảy lên gõ thêm phát là chết luôn á. Đúng rồi anh. Ôi còn đúng một tim rưỡi luôn á. Cây mây con hiện tại đang là Winbet 1 Density 5, Fire, Aspect, Unbreaking với lại Mending. Why? Ha. Nhưng mà ép hết được. Nhưng mà táo vàng enchant á. Đây, để anh trả cho em nè. Em gì vậy?